One hour later. Hello, Dao. Oh, anh hai đi học về rồi hả? Hả? Anh hai có cái gì ăn mà nhìn ngon thế? Wow, pizza hải sản này trông ngon thế. Mà nhìn hơi quen quen. Ừ, quen thì mà quen. Anh hai, cho em một miếng đi. Không. Đi. Không thèm. Anh hai đúng là đồ keo kẹt. Được rồi, mình sẽ ăn pizza một mình, không chia cho anh hai luôn. Pizza của mình. Pizza lớn cao chiếc tay. Mình đang để ăn được cái pizza này không chia ngay. Ủa? Gì vậy? Pizza của mình đâu? Ủa gì vậy? Đâu mất cái pizza hải sản thật. Ngon quá. Nhưng mà no ơi là no rồi. Biết vậy mình mua nửa mét thôi. Đâu rồi ta? Anh hai, lại đây ăn pizza. Ăn đùa cái gì? Pizza ở đâu ra vậy? Dạ đâu mà ăn nữa. Công nhận lòng dạ của anh hai bé thật. Lúc nãy mới ăn một cái pizza bé xíu thôi mà đã no rồi. Không phải. Thế tại sao? Anh bị mất tiền. Mày mất bao nhiêu? Mất 500. Mất 500? Trùng hợp ghê. Hả? Lúc nãy em cũng nhận được 500. Em nhận được ở đâu? Em nhận được ở ngoài thùng rác đó. Bữa nay nhà
kìa. Ngoài thùng rác? Dạ. Thùng rác nhà mình hả? Hả? Mất 500 nghìn. Mất 500 nghìn mà vui lắm. Anh mất 500 nghìn ở ngoài thùng rác. Hả? Trùng hoa vậy? Ừ, bạn nên đi đổ rác á. Không, thế là anh mất ở ngoài thùng rác. Còn em thì nhặt được ở ngoài thùng rác. Đúng là trái đất giờ thôi. Tôi nhận pizza ngon. Ngon mà, nãy giờ em ăn bánh trời. Hả? Hả? Tiền của anh ấy, trả lại cho anh. Tiền gì của anh? Hả? 500 nghìn. What? Đúng rồi, chứ còn của ai nữa? Đúng, đúng rồi đó, còn là ý nhỉ? Ừ. Vậy thì anh phải ăn pizza thật nhiều vào nhỉ? Tất nhiên, anh ăn hết luôn. Ăn hết đi. Ừ. Nhưng mà trả tiền đây đã. Tí còn đi mua giày, tiền mẹ cho mua giày. À, tiền đó em mua pizza hết rồi hả? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, cha tôi, trời ơi. Tiền đó em mua pizza hết rồi hả? Tiền của anh. Anh mua pizza. Anh pizza. Anh pizza ngon hơn.